Xin chào tất cả các bác. Ở video này em sẽ cho các bác tất cả những chữ âm ly này là chữ âm ly Sutterzell. Mấy ngày hôm nay đã bán ra kênh cho các bác về hát karaoke quá nhiều rồi. Hôm nay sẽ có tất cả đây toàn là âm ly xuất Mỹ các bác nhé. Âm ly xuất Mỹ và âm ly Z-Saver đời cao xuất Mỹ. Em sẽ cho các bác rất nhiều những chữ âm ly rất hay và rẻ các bác ạ. Và đặc biệt đây dòng xuất Mỹ tiếng nó rất hay và trong luôn. Có lâu lướt đầy đủ. Đây là một trong những dòng, đây tất cả đống này các bác, là cái lô âm ly này của em, là tất cả là âm ly xuất Mỹ hết các bác. Đây là lô âm ly xuất Mỹ, để các bác, em sẽ nói đặc trưng của từng con một các bác nhé. Và các bác đừng quên, mọi nhu cầu thì các bác có thể gọi điện qua hai số điện thoại thì các bác 098 119 3686 và 0983 662 586. Thì cái số điện thoại 662 586 của em đây các bác, từ sáng giờ đặt hàng rất nhiều trên số này rồi các bác. Đó, đây là cái máy đặt hàng của em. Nó hai số này nó có tác dụng như nhau luôn các bác. Gọi số đầu tiên không được thì gọi số thứ hai các bác nhé, 0983 662 586. Thì đầu tiên em sẽ cho các bác xem một con âm ly Kenwood các bác. Con âm ly Kenwood công suất rất là lớn. Con này là, các bác lưu ý giúp em, đây là bọn này là âm ly Z-Saver các bác nhé. Bọn em chưa lau chùi, đó, mặt mũi sạch sẽ bóng bẩy luôn, nhưng chưa lau chùi nguyên bụi các bác. Bát chét đó, lâu lướt của nó đây, đầy đủ hết các bác nhé. Nhưng mà nó là âm ly đời cao, sản xuất vào những năm 91, 92 cho đến 95 các bác nhé. Đời rất cao luôn. Và những bọn này thì nó linh kiện còn rất mới. Đây là nút chỉnh tuning, nghĩa là lên xuống FM các bác, FM 108 luôn. Và những con này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 10 nút nhớ kênh. Nghĩa là các bác chọn tần số xong các bác dí vào nút này xong các bác bấm memory phát. Đây là là nhớ kênh luôn các bác, lần sau muốn mở FM 90MHz hay là 102.7 vân vân. Các bác lưu đến FM 108 các bác nhé, hàng xuất Mỹ. Kenwood hàng xuất Mỹ 4060. Cái dòng gì server cổ nó là 4060R các bác. Đây là 4060A các bác nhé, KR4060. Thì đây con này công suất của nó là 120V 2.2A. Nghĩa là 120V, em nhấn lấy 2 nhân với 120V, nó tương đương khoảng độ 240W các bác. Nhưng mà đấy là công suất cực đại của nó các bác nhé. Còn công suất nó làm việc thường xuyên nó chỉ khoảng độ 150 thôi. Đánh 4 con sang ken. Đó, máy móc nguyên bụi, chưa lau chùi các bác nhé. Đấy bụi của nó đấy ạ, các bác nhìn này, lau nguyên bụi này. Bọn em sẽ lau chùi sạch sẽ trước khi gửi đến tay các bác. Và tất chắc chắn là bao zin, bao chuẩn và bao hoạt động hoàn hảo rồi các bác. Con Kenwood 4060R này công suất là 240W, 2,6 triệu các bác nhé. Đánh 4 sò lớn, nguồn rất nặng, rất to luôn. FM 108 các bác, vừa được âm ly mặt đen đời cao mà lại vừa có FM lâu lướt rồi đây. Đánh 2 cầu A, B, A cộng B. Đó, âm ly Sutterzell các bác nhé. Âm ly Sutterzell không phải âm ly đa kênh đâu các bác. Đây là video toàn âm ly Sutterzell thôi. Và một con âm ly của GBC. Đó, cũng digital FM này các bác, nghĩa là FM số đấy các bác, nhưng FM 108 hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Đánh 4 con sò sang ken này các bác và 3 con thúc xanh đen. Đó, con này thì công suất của nó là 120W, 120V. Đó, đánh 8 đến 16 ohm các bác lưu ý. Đó, và con này có cả chỗ bắt anten này các bác, tất cả con này đều có chỗ bắt anten các bác nhé. Hoạt động hoàn hảo luôn, để các bác giá rất rẻ các bác. Có một chiếc âm ly bát chét ba lăng này, đánh hai cầu ABA cộng B này. Và con này thì em để cho các bác giá là 1.600.000 đồng các bác nhé, 1.600.000 đồng, rất là rẻ luôn. Đó, các phím chức năng của nó đây tương tự như con bên này. Tất cả con dòng này dòng đời cao, sử dụng bằng nút, nó không không phải như cái dòng Z-Saver cổ kia là nó xoay xoay cái tooling như vậy các bác. Tooling này bình thường nó xoay như vậy đúng không các bác? Đó, xoay như vậy, nhưng mà cái thằng này nó là nút nhấn các bác nhá. Đó, FM rất rất là nét luôn. Và tiếp theo là một con Chio xuất âm tụ. Đó, dòng xuất âm tụ này các bác, nguyên bụi, đánh 4 sò sắt. Đó, xuất âm tụ. Và con này đặc biệt nó có mạch dề hồi tiếp, nó có dề ao luôn. Tuy nhỏ, size 32 các bác nhé. Đó, AUX tuner này, có dề ao các bác. Đây, dề ao của nó đây các bác. Các bác gạt xuống dưới các bác nhé, là ngay lập tức nó đánh chế độ dề ao. Đây là main, đây là dề đấy các bác. Các bác có thể sử dụng con này làm dề cũng được.
Và dòng này thì các bác đánh vào rất nhiều dòng loa cổ như là loa Mỹ, vân vân và vân vân. Nó là Buxell, mặt phay nhôm sáng bóng. Con này em để các bác giá 2,3 triệu, Chioka 3002 đó. Em vệ sinh sạch sẽ mới gửi đến các bác. Đây là chưa vệ sinh các bác nhé. Chio 3002 đánh hai cầu ABA cộng B. Đó, 4 đến 16 ôm. Sơ âm tụ sò sát thì các bác biết rồi. Rất lành, đánh rất là ngọt tiếng. Chio 3002 giá 2,300,000 đồng. Đó. Và tiếp theo một con Yamaha xuất Mỹ nữa. Con này cũng có cả FM luôn. Hai cầu ABA cộng B 4 đến 16 ôm. Lâu lớt các bác nhá, lâu lớt của nó là lâu lớt vặn thì các bác. Ba lăng này, bát chét này đầy đủ này. Tuning này, đó. Và nút nữa. Lên xuống kênh, đó, FM. Các chức năng nó đây, phono, CD, tuner, AUX đủ hết các bác nhá. Nút volume của nó đây, đó. Và màn hình hiển thị chức năng. Rất là đẹp. Con âm ly này khỏe. 4 sò sàn ken và con này là công suất là 160W các bác nhá, 120V. Đây là dòng xuất Mỹ các bác, tiếng rất là hay luôn. Để các bác giá cỏ thôi. 2,400,000 đồng. Đó. Các bác đánh vào loa Bose tuyệt vời luôn, Bose 301. Đánh hay tuyệt vời. Yamaha 496 ZX496. Đó, 2,400,000 đồng, 190W, 120V. Và một con âm ly sò 2 vít xuất Mỹ. Con này đánh rất khủng luôn. Con này các bác đánh vào loa Bose nghe hát karaoke luôn các bác. Cần gạt equalizer của nó đây, nó có 5 cần gạt. Đó. Và con này tình trạng nó là hoạt động hoàn hảo, nút volume gạt đi các bác nhá. Gạt như vậy. Ba lăng đây, những cái nút đây, cái nút đây, cái nút chọn đường vào các bác nhá, chọn đường vào của nó đây các bác. Cái nút chọn đường vào tuner của nó các bác, nó bị mất nút nhưng vẫn hoạt động được, mất cái vỏ dưỡng đấy các bác dí vào vẫn được nhưng nó ảnh hưởng đến cái nhìn thôi. Đó, tình trạng nó chỉ ảnh hưởng mất một cái nút thôi. Còn đâu cái vẫn dí được, nó mất cái nhựa ở ngoài các bác. Lâu lớt. Đó, bát chét hay cầu ABA cộng B. Con này công suất rất lớn các bác, con này công suất rất là cao. 250W các bác nhé, 120V 250W. Đó. Và con này là GBC. Đó, GBC ZX350V. Đánh 4 sò 2 vít các bác, xanh đen của Toshiba đây các bác. Còn nguyên bụi các bác nhé. Nào các bác xem đấy. Đó. Con âm ly này để các bác giá 2,800,000 đồng. Giá cực kỳ rẻ. Ba lăng, volume mới gạt các bác nhé. Đây equalizer nó đây. Đó, sử dụng con này thì các bác khỏi phải mua lọc luôn. Giá là 2,800,000 đồng. Để các bác giá 2,8 triệu. 250W, công suất rất lớn luôn. 120V, hàng xuất Mỹ. Đó, GBC ZX350V. Để các bác giá 2,8 triệu. FM hoạt động hoàn hảo. FM đầy đủ hết các bác nhé. FM 108 luôn đấy các bác. Và tiếp theo một con Yamaha 397. Con này giá 2,4 triệu. Con này rất đẹp các bác. 2,4 triệu. Con này cũng có FM đầy đủ hết luôn. Bát chét, ba lăng, lâu lớt, ABA cộng B. Những dòng đời cao này các bác cũng có thể lên mạng xem. Người ta vẫn đang bán những con này. Hàng mới 9-10 triệu các bác. Hàng gần như là đời mới. Bây giờ nó vẫn sử dụng mã này để bán các bác nhé. Model là ZX397, 130W, 120V. Chất âm cực kỳ sạch sẽ luôn những dòng này. Các bác chơi với những dòng loa Bose cũng rất tuyệt vời. Cứ Yamaha các bác chơi với loa Bose rất hay. Xuất Mỹ, những dòng xuất Mỹ này. Hai cầu AB cộng B 4-16 ohm. Giá 2,4 triệu, mặt đẹp xuất sắc luôn. Đó, các bác thích âm ly đời cao các bác. Có cả FM các bác nhé. Và tiếp theo một con âm ly, đây cái mặt này nó đang bị dính, gọi là ố bẩn. Bọn em sẽ lau sạch ra các bác. Đấy, bọn em sẽ lau sạch được các bác nhé. Nó đang hơi bị ố bẩn, em chưa thời gian vệ sinh. Đó, nhưng trước khi gửi em sẽ vệ sinh. Nó mất một cái nút như con vừa nãy. Mất một cái vỏ nút thì các bác. Vẫn bấm như bình thường, nó mất cái nút phono. Các bác sẽ không sử dụng cái nút phono đấy đâu. Tuner CD, đó. ABA cộng B. ABA cộng B các bác nhé. Equalizer 2, 4, 6, 7. 7 giải tần equalizer. Đó, gạt. Con này các bác mua không phải lọc luôn. Lâu lớt, có lâu lớt luôn. Volume, đó. FM 108 hoạt động hoàn hảo. Con này sử dụng một con âm ly phơ lớn của Technic. Những con này nó có cả quạt gió luôn các bác. Hiệu suất rất cao. Đó. Con này 245W, 120V. Đó các bác nhé. Cái con âm ly phơ to như bàn tay của em đấy các bác. Cực kỳ to. Và
Con âm ly này để các bác giá cỏ thôi, 1.800.000 đồng các bác nhé. Công suất rất cao, 1.800.000 đồng. Technic GX300 đó, hoạt động hoàn hảo luôn các FM. FM 108 các bác nhé, ba lăng. Đặc biệt nó có equalizer các bác. Và em chuyển sang một con nữa cũng của Sony, mặt cực kỳ đẹp luôn các bác, đời cao các bác. Đó, FM 108 hoạt động hoàn hảo luôn. Nút chọn tiếp kênh của nó đây. FM 108 các bác nhá. Con này đánh 4 con sò sang keng. Đó. Công suất của thằng này là 190W các bác, xuất Mỹ, 120V. Con này để các bác giá 2.200.000 đồng, giá cực kỳ rẻ. Đó. Bát bốt, có nút bát bốt là nút lâu lớt thì các bác. ABA cộng B 4-16 ohm, 2.200.000 đồng. Sony E185, Sony DE185, Sony DE185 các bác nhé. Giá 2.200.000 đồng, 2.200.000, đẹp xuất sắc luôn. Và một con âm ly rất hiếm của Fisher các bác. Con âm ly này các bác mình pha một loa Bose 301 với 6.2, 4.2 thì tuyệt vời luôn. Có 5 giải equalizer các bác, low lớt này. Đó. Equalizer này, các bác, nó có 5 cần gạt của nó, đánh loa bốt cực kỳ hay luôn. Ba lăng, volume gạt đây các bác. Con này thì tình trạng của nó hơi sứt sứt một tí, sứt sứt đây các bác. Đó, sứt những cái viết. Do vận chuyển thì các bác, hoạt động hoàn hảo, nguồn rất lớn, rất nặng. Công suất của thằng cha này là 230W các bác nhé. Rất hiếm, con này rất là hiếm, nguyên shop đây các bác. Bọn em bóc hàng cái bọn em quay video bán luôn, test sống em bán luôn các bác. Yên tâm là hàng zin 100%, 230W, 120V. Để các bác giá 2 triệu, bác làm nhanh tay lấy con này. FM 108 hoạt động hoàn hảo. Đó, cần gạt của nó đây. Nó có đèn tia các bác nhé, đèn tia này này các bác, rất đẹp, 2 triệu thôi các bác. Đánh loa bốt tuyệt vời luôn. Cỏ mà có võ các bác. Đó, xuất Mỹ, Fisher, âm đi Fisher các bác nhé. Âm ly Fisher, sức tơ gieo FM. RS25D, à 255 các bác. RS255, giá 2 triệu, 350W, rất là dã man các bác. Đánh loa bốt khỏi nghĩ luôn. Và Kenwood 5030, A5030 cũng hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Hơi xấu một tí đấy các bác, hơi sứt một tí đấy. Giá 2 triệu, con này công suất cực cao các bác. Con này các bác hát karaoke, công suất là 240W các bác nhé. Nó rất là nặng, nguồn lớn. Lâu lớt này. FM 108 hoạt động hoàn hảo. Bát chét hay cầu ABA cộng B 4-16 ohm. Để các bác giá 2 triệu các bác, sức một tí đây thôi. Sức tí mà trên lưng này, nhìn về ngang thì không nhìn thấy các bác. Đó. Để các bác giá 2 triệu. Kenwood 5030, giá 2 triệu. Toàn hàng xuất Mỹ, điện 120 hết các bác nhé. Và tiếp theo một con Kenwood 4040 nữa, giá 2 triệu cũng hàng xuất Mỹ các bác, đánh 4 sò sang keng, nguyên bụi các bác. Công suất là 160W, 120V, 160W. Hai cầu ABA cộng B 4-16 ohm. FM hoạt động hoàn hảo. Các bác muốn con âm ly cỏ này về, vừa nghe FM lại vừa có âm ly đài FM đấy các bác, nó có cái kênh đấy. FM 108 các bác nhé. Tất cả FM 108 hết. Lâu lớt, ba lăng, volume đó. Bát chét ABA cộng B. Màn hình hiển thị tần số FM cũng như là các chức năng. Để các bác giá 2 triệu tròn. Con này rất hay đấy các bác. Và con cuối cùng 1.800.000 đồng. Con này là của đánh cờ đắt hát các bác nhé. Cờ đắt hát luôn. Cờ đắt hát cộng các bác. Hiệu suất rất lớn luôn. Và con này là Technic. Đó. 120V, 155W. Con này thì em để các bác giá rất là tốt. Để các bác giá FM hoạt động hoàn hảo các bác nhé. 1.700.000 đồng. SAEX140, 1.700.000 đồng. Rồi em xin tạm dừng video clip tại đây. Bạn nào có nhu cầu lấy sản phẩm nào thì nhắn tin cho em qua số điện thoại 098 119 3686 hoặc 0983662586. Và một đôi loa Onkyo này cho bác nào nhanh tay. Đôi loa Onkyo này các bác nhé. Đôi loa Onkyo sử dụng kẽ căng liền các bác. Em thùng rất nặng luôn, cái căng liền. Đó, một bát 25, một chét. Đó, một bát 25, một chét. Thùng rất to. Các bác có thể lấy một âm ly cỏ trong này để chơi.
để các bác con loa này giá chỉ 2,5 triệu, bắt đầu nhanh tay lấy 2,5 triệu thôi. Và các bác đừng quên có một con Technic nha, SUV44 này các bác, chất lượng âm thanh cực hay. Con này các bác, con âm đi này các bác, âm đi này có đèn vu rất đẹp các bác nhá, có hai đèn vu rất đẹp đó các bác. Đó, đánh với đôi loa này 2,5 triệu, âm đi giá 2,2 triệu đó các bác, 4,700,000 đồng cả bộ, hay nghe cực kỳ hay luôn đó. Đấy là bộ được các bác, đôi loa Onkyo cực kỳ đẹp luôn, cả bộ được các bác. Còn Technic SUV44 các bác nhá, hai đèn vu vành rất đẹp đó. Bây giờ em xin tạm dừng video tại đây, bắt đầu nhu cầu lấy gì cứ nhắn tin cho em hai số điện thoại các bác nhé, 0983662586 hoặc 0981193686. Rồi, xin chào các bác, hẹn các bác trong những video sau.